Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn sử dụng phần mềm online tên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, à, ôn các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912 595654 hoặc à, số thứ hai là 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên là phần mềm phi lợi nhuận. Sau khi các bạn kết nối Zalo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn view video, bài giảng các bạn xem trên điện thoại của các bạn hoàn toàn miễn phí. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên à, thông qua à, phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu à, quyết định 508 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2022 về chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Đối với các bạn mà dự tuyển công chức à Tổng cục thuế năm 2023 có yêu cầu học cái tài liệu này thì các bạn học như thế nào? Trên phần mềm các bạn có thể có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là các bạn thi thử môn kiến thức chung. Lựa chọn thứ hai là các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho từng tài liệu. À, có hai lựa chọn. À phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên. Các bạn ôn tập trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn phần mềm sẽ hỗ trợ các bạn học để các bạn có kiến thức các bạn vượt qua kỳ thi và các bạn có kiến thức khi trúng tuyển thì các bạn sẽ làm việc tốt hơn sau đây tôi sẽ minh họa các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn khởi động trên điện thoại cũng được nhưng mà nó chậm dữ liệu nó nhiều vì vậy các bạn nên khởi động trình duyệt trên máy tính để học trên máy tính chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm .vn À, chú ý là đuôi viên sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng à, đối với viên chức ở phía dưới thí dụ như mục số 22 này là thi thử môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì ở phía dưới đối với các bạn ôn tập dự tuyển à, công chức thì các bạn chọn mục số 1 các bạn học từng tài liệu thì các bạn chọn mục số 1 các bạn muốn thi thử thì các bạn chọn mục 22 môn kiến thức chung này bây giờ à, chúng ta học từng tài liệu thì chúng ta chọn mục số 1 nhấn nó trái chuột liên tiếp hai lần vào mục số 1 sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu và các bạn khi có mật khẩu các bạn phải bí mật người khác biết được chiếm quyền đăng nhập phần mềm các bạn không đăng nhập được nữa vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình chúng ta chọn login để vào đăng nhập vào phần mềm như vậy là các bạn phải tải cái file quyết định 508 này trên Google các bạn lưu về máy tính thì sau đó các bạn mở cái file này lên đó thì các bạn phải mở cái file này lên thì uh, hắn chưa lắp mất màn hình thì đối với cửa sổ Windows thì nốt điều khiển cửa sổ luôn luôn nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình Macbook nằm bên tay trái thí dụ nốt dấu trừ là nốt điều khiển thu nhỏ cửa sổ các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ các bạn nhấn nút trái chuột thì nó thu nhỏ lại các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ nhấn nút trái thì nó lại mở lên đó các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nút trái các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nút trái thì các bạn lưu ý là mở nhiều cửa sổ một lúc mà thì sau đó các bạn tìm đến ở à đây rất nhiều tài liệu đó hàng trăm tài liệu rồi vì vậy các bạn thoải mái các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi Ví dụ các bạn đang học về tài liệu quyết định 508 thì các bạn di chuyển từ trên xuống dưới chúng ta tìm thấy à, quyết định 508 đây về chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần vào mục này hoặc một lần. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thực hiện đề thi, nhấn nút trái vào thực đơn thực hiện đề thi. Sau có chữ start là bắt đầu các bạn nhấn nút trái vào start À, thì sau đó các bạn à, có thể học lần đầu thì chưa cần phải làm bài à, học lần 2, lần 3 các bạn tự kiểm tra đánh giá thì các bạn đọc đọc câu hỏi và các bạn à, chọn một trong bốn phương án phương án nào đúng hơn cả thì chọn vì sao như vậy thí dụ có, có trường hợp a đúng b đúng và b đúng hơn a phải chọn b đúng đúng sai là gì căn cứ vào nội dung câu hỏi và căn cứ vào từng phương án À, phương án nào nó đúng có nội dung đúng như trong tài liệu thì gọi là phương án đúng. Phương án có nội dung sai với tài liệu gọi là phương án sai. À, thi thử thì các bạn có thể chọn một trong các phương án. À, hết thời gian làm bài các bạn không làm được. Các bạn nộp bài sớm thì các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình. Học lần đầu để chúng ta nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn thì các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình xem như hoàn thành rồi. Finish tiếng Anh là hoàn thành, chúng ta nhấn nút trái chuột vào finish sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới Các bạn thấy chữ nộp bài về kết thúc Các bạn nhấn nút trái chuột vào nộp bài và kết thúc Sau đó phần mềm hỏi lại các bạn Bạn đã chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi, nhấn nút trái chuột vào nộp bài và kết thúc đó, thì sau đó các bạn sẽ đọc cái hướng dẫn ở trên màn hình căn cứ vào đâu để giải quyết tình huống đặt ra của câu hỏi. Thí dụ căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này. Và khi các bạn thi thở, tự đánh giá thì khi có màu xanh nên là các bạn chọn đúng. Nếu là màu đỏ thì các bạn chọn sai Và đáp án đúng của câu hỏi thì bao giờ nó cũng nằm dòng Reconnect Answer 16% Giá trị thứ hai là 13 đến 14% Thế thì vì sao đúng, vì sao sai à, thì, thì các bạn phải đọc nội dung câu hỏi ở đây Đây là một tình huống đặt ra Nếu các bạn chỉ đọc tài liệu không thôi thì nó rất là dài vẫn Nó mênh mông à, căn cứ tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này thì giờ các bạn đọc tài liệu thì nó phân giá cái tài liệu ra nhiều ý nhỏ phân giá nó ra nhiều ý nhỏ thì các bạn sẽ nắm rất tốt đây là kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo rút ra cái kinh nghiệm như vậy để giữa câu hỏi trắc nghiệm và tài liệu thì câu hỏi trắc nghiệm nó phân giá tài liệu ra nhiều ý nhỏ và căn cứ tình huống này để chúng ta đọc từng ý một à, lần nạp dữ liệu của bộ óc mà thí dụ như về cải cách chính à, à, cải cách chính sách thuế này xác định phương án đúng à, đến năm 2025 Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân không thấp hơn bao nhiêu phần trăm GDP. Trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế phí khoảng bao nhiêu phần trăm GDP. Thì cái trong đó tỷ lệ này là giá trị thứ hai. À, như vậy, mỗi một phương án có hai giá trị. Cả hai giá trị đều đúng thì nó là phương án đúng. À, có ít nhất một giá trị sai thì nó là phương án sai. Và trong một câu hỏi, hỏi hai giá trị từ trái qua phải thì nó phân biệt thứ tự phương án A là 16 phần trăm là giá trị thứ nhất 13 14 đến 15 phần trăm là giá trị thứ hai phương án B 16 phần trăm à, giá trị thứ hai là 13 đến 14 phần trăm phương án C giá trị thứ nhất 15 giá trị thứ hai là 12 đến 13 phần trăm phương án D là 15 phần trăm giá trị thứ nhất 13 đến 14 phần trăm giá trị thứ hai thì phần mềm hướng dẫn các bạn đây là loại câu hỏi mỗi phương án có hai giá trị Phương án đúng là hai giá trị đều đúng. Phương án sai là phương án à, có ít nhất một giá trị sai. À, bạn ghi ghi nhớ hai giá trị đúng trong một phương án. Căn cứ vào hai lớn mục tiêu và à, nhiệm vụ cụ thể. Một nhỏ à, cải cách chính sách thuế đến năm 2025. Thì các bạn đọc căn cứ để giải quyết câu hỏi này là căn cứ mục hai lớn. Các bạn kích chuột vào file. Các bạn tìm đến À, mục 2 lớn để các bạn nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn. Đó, các bạn thấy là mục 2 đây. À, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể thì các bạn đọc là cái cái giá trị ở đây. Thì sau đến là à, căn giải quyết câu hỏi đó chính là đến năm 2025. Thì trong tài liệu à, ghi này đến 2025, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân không thấp hơn 16% GDP. Trong đó tỷ lệ huy động vốn từ thuế phí khoảng 13 đến 14 phần trăm GDP như vậy à, các cái chỉ tiêu ở đây hỏi các bạn là 16% và khoảng 13 đến 14 phần trăm GDP Đấy, như vậy nó đúng trong tài liệu thì là phương án B ở đây tôi đang giảng tính là 16% 10, 13 đến 14% thì các phương án còn lại là có ít nhất một giá trị sai thí à, dụ phương án A cái giá trị thứ hai là sai đây 13 đến 15 phần trăm là sai mà nó đúng là 13 đến 14 kia đó các bạn xoay các bạn thấy phương án C 15 phần trăm giá trị đầu sai bị loại trừ phương án D giá trị đầu cũng 15 phần à, trăm bị loại trừ đó phương án A 16 phần trăm 13 đến 15 thì cái giá trị thứ hai này cũng sai có nhất mà giá trị sai là bị loại trừ mà đó cái phương pháp học là như vậy này căn căn cứ và tình huống đặt ra đây thì giải quyết tình huống này thì các bạn đọc mục 2 lớn về chính sách thuế và có cái ý tôi vừa trình bày với các bạn đó. Hay là ở đây câu tiếp theo là đâu là phương án sai về cải cách quản lý thuế đến năm 2030. Thì chúng ta để ý à, đâu là phương án sai phải tức là phương án à, có nội dung sai với tài liệu. Chúng ta phải tìm phương án nào đã cho trong câu hỏi này là có nội dung sai với tài liệu thế thì ở đây có bốn phương án thì như vậy phải có ba phương án là có nội dung đúng như trong tài liệu à, thì cái cách thứ nhất là các bạn chỉ ra được ngay một phương án sai có nội dung với tài liệu thì cái cách này sau khi các bạn học phần mềm rồi các bạn với phản ứng nhanh được thì tìm một phát ăn ngay còn bài bản nhất các bạn vẫn phải tìm ba phương án có nội dung đúng à, trong tài liệu thì suy ra phương án còn lại sẽ có nội dung sai đó, khi học lần đầu các bạn như vậy thì để giải quyết câu hỏi này thì các bạn căn cứ về nội nội dung đúng về cải cách quản lý đến năm 2030 thì tôi đã trích các cái nội dung lên trên đây à, thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến là cái nội dung à, chỉ tiêu cụ thể về quản lý cải cách thuế đây hai à, và hai thì các bạn thấy đến năm 2025 đây Đó, rồi đến 2030 thì có hai cái mốc thời gian thì các bạn thấy là đến năm 2030 thì cái chỉ tiêu thứ nhất là mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ, vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu là 95% à, cái ý thứ hai chỉ tiêu thứ hai là 100% à, luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được bổ sung hoặc ban hành mới đúng kế hoạch cái nội dung thứ ba chỉ tiêu thứ ba là tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử tối thiểu là 90% à, cái chỉ tiêu thứ tư đây là tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 à, tổng số hồ sơ nhận được tối thiểu là 90% à, thì các bạn nạp dữ liệu của bộ óc à, đây là các dữ liệu đúng thì như vậy các dữ liệu này À, tôi đã up lên cái phần hướng dẫn đây để cho các bạn tức là nội dung đúng về cải cách thuế đây. Đây là các cái nội dung đúng này. Thế bây giờ các bạn học thì các bạn à soi à, vào từng phương án một. Ví dụ phương án A đến năm 2030 tỷ lệ hộ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức ở điện tử tối thiểu 90%. Đó. Thì ở đây các bạn thấy là tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử là tối thiểu 90%. Như vậy phương án A là có nội dung đúng như trong tài liệu. À, phương án B đến năm 2030 mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự vụ đối với sự phục vụ cơ quan thuế đạt tối tiểu 99%. Thì các bạn thấy ở đây là à, chúng ta thấy là ở phương án mức độ hài lòng của người nộp thuế à, với sự phục vụ cơ quan thuế đạt tối tiểu 95%. Mà phương án ở đây là nêu lên những 99% kia phương án B cho nên phương án B ở đây có nội dung sai với tài liệu đó thì chính là phương án à, có nội dung sai với tài liệu tức là mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu 99% thì chúng ta soi vào đây à, thì chúng ta để ý là là nó không à, đúng với tài liệu tức là mức độ hài lòng à, của người nộp thuế với sự phục vụ cơ quan thuế đạt tối thiểu 95%. Và phương án B thì ở đây lại nêu lên những 99 cái cho nên nó là nội dung sai. Và đáp án đúng trên nền vàng chính là nội dung là phương án sai có nội dung sai. đến năm 2030, mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ cơ quan thuế tối thiểu 99% là có nội dung sai. Các bạn soi các nội dung đúng ở đây lên từng phương án để các bạn nhận diện đâu là phương án có nội dung đúng đâu là phương án có nội dung sai. Đấy các bạn học trên phần mềm các bạn xoay đây hoặc là các bạn xoay trong file để có những cái nội dung thầy đã đưa lên đây cho các bạn xoay cho nó nhanh cho nó dễ hơn. còn không thì các bạn xoay ở trên à, trên file như tôi vừa trình bày với các bạn. Đó, ví dụ như giải thích các cái câu hỏi khác thì ở đây các bạn thấy là thí à, dụ như là loại câu hỏi có một chỉ tiêu, Đó, loại câu hỏi có một chỉ tiêu. Rồi à, loại câu hỏi xác định phương án đúng và trên là có nội dung sai. Thì bây giờ ta tôi minh họa phương pháp à, là đâu phương án, đâu là phương án đúng với cải cách à, quản lý thuế đến năm 2030. Thì câu hỏi này à, là nó lại hỏi à, hỏi ta là à, đâu là phương án đúng về cải cách đến năm 2030. Tức là bốn phương án thì sẽ có một phương án có nội dung đúng và ba phương án có nội dung sai căn cứ và các nội dung đúng và hướng dẫn trên nền vàng này các bạn xoay lên từng phương án ở trên đây thì các bạn thấy phương án nào có nội dung đúng thì chính là lựa chọn của câu hỏi trả lời này và phương án nào có nội dung sai đó thì các bạn để ý ở đây thí dụ như là à, phương án C tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến ở mức độ bốn trên tổng số hồ sơ nhận được đạt 9, tối thiểu 90%. trăm à, thế thì các bạn để ý phương án đúng đây là tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ nhận được đạt tối thiểu 90%. Đó. Mà trong cái phương án C là 90% thì như vậy có nội dung đúng rồi đúng không? Đó, có nội dung đúng. Phương án A là tỷ lệ người nộp thuế được thực hiện à, thông qua à, phương án điện tử tối thiểu là 80%. Đó, thì các bạn xoay vào, Để các bạn xôi vào đây là tỷ lệ hồ sơ thuế, thì à, ở đây là tỷ lệ à, hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện phương thức điện tử tối thiểu 90%. Thế còn lại là à, tỷ lệ hồ sơ thuế được khai qua mức độ ba bốn thì tôi đã trình bày rồi phương án mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ phụ cơ quan thuế tối thiểu 95%. Thì phương án B ở đây là mức độ hài lòng của người dân nộp thuế tới sự phục vụ phụ của cơ quan thuế là 99%. Thì như vậy là có nội dung sai. À, chúng ta để ý có nội dung sai đó thì cái mức độ hài lòng ở đây là tối thiểu 95% mà ở đây là nêu những 99 cái. đó thì các bạn thấy đây là phương án sai như vậy các bạn phải tìm ra ba phương án có nội dung sai bằng cách nào các soi soi vào đây soi về dưới này thì tôi đã tóm tắt ra đây thì các bạn soi vào thôi soi vào có ba phương án có nội dung sai thế còn có một phương án có nội dung đúng thôi đó thì các bạn để ý cái phương pháp soi à, là như vậy thì đây là các câu hỏi mang tính chất trọng tâm về các chỉ tiêu à, thì các bạn phải phải chú ý thế còn cái loại câu hỏi mà chỉ có một chỉ tiêu thì hỏi cụ thể luôn À, thì các bạn để ý loại câu này Thì là hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng Yêu cầu xử lý cập nhật từ xa bao nhiêu phần trăm Công chức à, có chức năng Nhiệm vụ phải xử lý công việc ngoài Trụ à, sở cơ quan thuế Thì ở đây các bạn để ý là 98% Thì 99% là không đúng 96% không đúng 97% không đúng 98% mới đúng Thì như vậy các bạn đọc về cải cách Quản lý thuế đến năm 2030 Thì các bạn thấy 98% Để phương pháp học là như vậy để các bạn đăng nhập vào phần mềm để học thôi. À, thí dụ như là à, các bạn còn có loại câu mà các bạn thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình. Các bạn không cần phải học thuộc à, mà các bạn chỉ cần là nhận diện ra các từ thôi. Thí dụ như cái nội dung này tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo phương hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu mới rộng cơ sở thu nhất là các nguồn thu mới phù hợp với thông lệ quốc tế là nó là mục tiêu cụ thể hay là giải pháp thực hiện hay là mục tiêu tổng quát hay là quan điểm thì các bạn đọc lần đầu tiên các bạn đọc mục 1 quan điểm mục tiêu tổng quát thì các bạn phải nhận diện những cái giá trị này ngon là à, mục tiêu tổng quát à đấy thì các bạn nhận diện cái cụm từ này cái loại câu này các bạn phải nhận diện à, cái cụm từ à, học lần đầu này chưa có kinh nghiệm mới nhận diện học lần thứ hai thứ ba trở đi các bạn có kinh nghiệm nhận diện những cái cụm từ này để nó phơi bày hết lên trên màn hình nhỉ? à thi trắc nghiệm mà nội dung câu hỏi nội dung phương án phơi bày hết lên thì phần mềm hướng dẫn các bạn loại câu hỏi này tìm các cái từ đặc trưng ở chỗ ở câu hỏi và từ đặc trưng của phương án từ đó các bạn suy ra được phương án trả lời đó thì cái loại câu này các bạn chú ý nhận diện ra à cái này nó là nội dung câu hỏi và nội dung phương án hai cái nó khớp lại với nhau À, để làm câu hỏi trả lời cho loại câu hỏi này. À, các bạn đăng nhập vào phần mềm để học một lần nữa. Chúc các bạn thành công. Các bạn muốn học cái mục này hoặc là học cái mục khác, các bạn kích chuột vào mục số một lớn này. Bây giờ để bảo mật cái mật khẩu của mình, thì các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình này. À, này. Có hết cái hình người này. Nhấn nút trái chuột vào hình người này, góc phải trên cùng màn hình này để xuất hiện chữ thoát thì các bạn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình đó như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm thông qua cái phương pháp học câu hỏi Gây quyết định 508 về chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 thì các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các mình các bạn nhận được sớm nhất thì một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn